khi mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam kết thúc trận đấu với Oman thì huấn luyện viên trưởng Park Seo sẽ hội quân cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam. Như vậy là trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Tajikistan đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng, thi đấu ở bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì Tajikistan thi đấu trong bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ và thi đấu ở bên phía tay phải màn hình của quý vị. Có thể nói rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một quãng thời gian tập trung khá tốt. Đội bóng của chúng ta đã tập trung làm hai đợt và gần đây nhất thì các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 10 tháng 8. Trong khi đó thì U23 Tajikistan chỉ tập trung từ cuối tháng 8. Tuy nhiên cái hơn của Tajikistan so với U23 Việt Nam đó chính là việc đội bóng này được có cơ hội để cọ sát, giao lưu quốc tế nhiều hơn. Còn U23 Việt Nam tập trung tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và phần lớn là thi đấu với các đàn anh của đội tuyển quốc gia. Như vậy là ở trong những giây đầu tiên chúng ta có được một tình huống đá phạt góc. Dứt điểm, tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đội trưởng Đặng Văn Tới. Và đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm. Cầu thủ Tajikistan đến với vòng loại của giải U23 châu Á năm nay, họ mang tới một đội hình gồm có tới 7 tuyển thủ quốc gia và rõ ràng đây sẽ là một liều thuốc thử thực sự rất hữu hiệu dành cho các học trò của ông Kim Han-jun. Văn Tới. Nếu như so sánh về hai nền bóng đá Việt Nam và Tajikistan thì các cầu thủ của chúng ta ở tầm cao hơn. Hiện tại thì theo xếp hạng của FIFA, bóng đá Việt Nam đang có vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng, trong khi đó của Tajikistan là thứ 118. Gần đây nhất thì các bạn hẳn còn nhớ là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã đánh bại đội tuyển bóng đá nữ của Tajikistan với tỷ số là 7-0 tại vòng loại của bóng đá nữ châu Á. Tuy nhiên có thể nói rằng là các cầu thủ của Tajikistan, U23, các đội trẻ của họ thì cũng rất đáng gờm. Bằng chứng là có những cái số liệu thống kê cho thấy rằng các cầu thủ trẻ của Tajikistan đã được thi đấu, đã được cọ sát và có được những thành tích trên đấu trường quốc tế. Ví dụ như năm 2018 thì U16 của Tajikistan đã vào được trận chung kết của giải U16 châu Á, sau đó thì giành vé dự vòng chung kết U17 của World Cup 2019. Và trong đội hình của cầu thủ Tajikistan ở trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay thì có tới 5 gương mặt đã từng dự U17 World Cup 2019. Thực sự đây là đội bóng có chất lượng. Một tình huống mở bóng rất nhanh. Đã có một tình huống giải nguy một cách kịp thời của Đặng Văn Tới, đội trưởng của cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Tới là một cái tên quen thuộc khi mà thi đấu ở trong màu áo U19 trước đây. Nhưng rất đáng tiếc khi ở một giải đấu ở Indonesia thì Văn Tới đã phải gặp một chấn thương. Và bây giờ thì Văn Tới mới quay trở lại được phong độ tốt nhất của mình. Thế trận đang khá cân bằng giữa hai đội. Một pha tấn công từ bên cánh phải. Đã có một cú dứt điểm của cầu thủ Tajikistan. Người dứt điểm là Rustam Sarov, số 9 bên phía cầu thủ Tajikistan. Một cú ngả người khá điệu nghệ. Trong đội hình của U23 Tajikistan có hai nhân tố mà được đánh giá rất là cao. Đó là Sharom Samiyev. Ngoài ra là đội trưởng Ersoni Bashanbe. Hai cầu thủ này đang thi đấu tại nước ngoài và trong những đội bóng khá tên tuổi của những nền bóng đá cao hơn. Cụ thể thì Sharom Samiyev đá cho Torpedo Zhudino của Belarus. Còn Ersun Bashanbe thì đang thi đấu tại Uzbekistan trong màu áo của Nabahor. Ở những phút đầu tiên thì rõ ràng các học trò của ông Kim Han-jun đang rất bình tĩnh để nhập cuộc. Đối thủ thì với ưu thế của mình, họ đang rất cố gắng để lên bóng. Ngay lập tức là những tình huống áp sát của cầu thủ bên phía Tajikistan. Người vừa bị phạm lỗi đó chính là số 22 Lê Văn Xuân, một trong hai cầu thủ vừa được tăng cường từ đội tuyển quốc gia Việt Nam xuống cho U23 Việt Nam.
Ngoài Văn Xuân thì còn có Thanh Bình, người cũng đá chính ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thanh Bình đã có trận đấu không tốt trong cuộc đối sức giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên khi trở về với U22 Việt Nam thì chắc chắn là Thanh Bình sẽ tạo ra sự chắc chắn cho đội bóng của mình. Những tình huống mở bóng từ hai biên, những tình huống bóng bỏng liên tiếp được các cầu thủ bên phía Tajikistan sử dụng. Và rõ ràng với cách chơi như thế này, chúng ta nhìn thấy rằng họ không phải là một đội bóng dễ chơi. Không phải vì bảng xếp hạng của FIFA khi họ đang đứng ở vị trí thứ 118 mà chúng ta hơn họ hơn 20 bậc. Bây giờ thì rõ ràng họ đang nhập cuộc một cách đầy tự tin. Ngày hôm nay thì hai cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công của cầu thủ U23 Việt Nam đó là Văn Đạt và Việt Cường. Bây giờ thì cả hai cũng đang phải lùi tương đối sâu để hỗ trợ việc phòng ngự. Trong những phút đã qua thì U23 Tajikistan đang triển khai thế trận mạch lạc hơn. Đội bóng được huấn luyện viên Kim Han Jun dẫn dắt đang chủ động nhường sân cho đối thủ. Dẫn dắt cầu thủ Tajikistan lúc này đang là cựu tuyển thủ quốc gia của Tajikistan, ông Mobin Isaev, một người đã từng dẫn dắt đội bóng Istanbul, đội bóng số 1 của Tajikistan, đội bóng thậm chí gần đây đã vào tới vòng 1/8 của AFC Champions League 2021. Bây giờ thì các cầu thủ của chúng ta đang rất chậm khái, chậm rãi để cầm bóng. Trọng Long, Đặng Văn Tới, Thanh Bình. Như vậy ngày hôm nay thì Thanh Bình là cầu thủ thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải của chúng ta. Tajikistan đang chủ trương đá pressing và họ đã có được bóng. Tiếng còi của trọng tài chính đã cất lên. Những phút đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức. Chưa bên nào tỏ ra thật sự vượt trội. Mặc dù đã có cái phần nhường sân cho đối thủ, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn tỏ ra chắc chắn và điềm tĩnh trong những đường truyền của mình. Sẽ có quả đá phạt cho đội bóng áo trắng. Hàng tiền vệ của Việt Nam đang có những gương mặt rất triển vọng, đó là Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hải Long. Cùng với đó là Trọng Long, một cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba đang hoạt động tương đối vất vả ở trong khoảng gần 10 phút đầu tiên của trận đấu này. Vừa rồi có lẽ là pha xử lý của Hữu Thắng. Chúng ta thấy rằng rõ ràng Tajikistan là một đội bóng có lối chơi tương đối hiện đại. Các cầu thủ của họ có thể lực và rất quyết tâm để thực hiện những pha áp sát ngay ở bên phía 1/2, 1/3 sân của chúng ta. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì khi mà nhìn vào danh sách thì rõ ràng chúng ta nhìn nhận ra đội hình của chúng ta là đội hình 3-5-2. Ba trung vệ của ông Kim Han Jun trong trận đấu ngày hôm nay là Văn Tới, Thanh Bình và Mạnh Dũng. Hai cầu thủ đá ở hai biên là Văn Xuân và Sĩ Hoàng. Ba tiền vệ trung tâm của chúng ta là Hai Long, Trọng Long, Hữu Thắng. Hai cầu thủ thi đấu cao ở trên hàng công là Việt Cường và Văn Đạt. Chúng ta có thể thấy rằng là cái đội hình 3-5-2 hiện nay đang rất nhiều đội bóng áp dụng, đúng không anh Tiến Dũng? Chính xác là như vậy, và đây là một lối chơi mang tính kế thừa từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Đó sẽ là một đội hình cho phép đội bóng chắc chắn trong phòng ngự và sẽ cần thiết thì sẽ tăng cường được sức mạnh cho hàng tiền vệ và qua đó tăng cường sức ép lên hàng thủ của đối phương. Một lần nữa thì Đặng Văn Tới là cầu thủ cắt bóng cuối cùng. Không dĩ nhiên mà cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội lại được lĩnh sướng lên mình chiếc băng đội trưởng. Văn Tới đã thể hiện được vai trò của mình ở trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Pha mở bóng của Văn Chuẩn. Tuy nhiên thì bóng lại
đi không chính xác cho mấy. Người thực hiện tình huống ném biên sẽ là Sĩ Hoàng, cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ của ông Kim Han Jun đang rất cố gắng để cầm bóng một thật chắc chắn. Một pha mở bóng không chính xác. Và đây sẽ là câu trả lời của Tajikistan. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của đội bóng áo trắng. Rất khó khăn cho Lê Văn Xuân. Hai bên đang cho thấy được sự cân bằng với nhau. Rõ ràng chúng ta thấy các cầu thủ trẻ Tajikistan là những cầu thủ có kỹ thuật và có khả năng chiến thuật tương đối tốt. Đây thực sự là một lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Tajikistan muốn vươn tầm ở tầm châu lục. Như lúc nãy thì anh Tiến Dũng đã nói, ngoài 7 tuyển thủ quốc gia trong đội hình của U23 Tajikistan, đội bóng này còn có 6 cầu thủ hiện đang chơi trong câu lạc bộ Istikon, đội bóng của Tajikistan và vừa vào đến vòng 1/8 của AFC Champions League. Những đường lên bóng của chúng ta thường bị gãy vụn ngay ở khu vực giữa sân. Đã có một tình huống phạm lỗi, người bị phạm lỗi đó là Văn Đạt, cầu thủ của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Nhưng mà chắc chắn rồi, chúng ta không thể quên được Văn Đạt là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Người vừa đá phạt đó là Hữu Thắng. Hữu Thắng sau rất nhiều sự khó khăn, bây giờ thì anh đã quay trở lại màu áo U23 Việt Nam. Và vai trò của cầu thủ của câu lạc bộ Viettel sẽ là rất quan trọng trong cách chơi của ông Kim Han Jun. Hữu Thắng, Sĩ Hoàng. Một tình huống chuyền bóng rất nhanh. Phải đến hai cầu thủ bên phía Tajikistan thì mới có thể hóa giải được pha bóng của Hữu Thắng. Có thể thấy rằng là các thủ U23 Việt Nam đang có những pha phối hợp nhỏ chính xác ở khu vực giữa sân. Ba tiền vệ ở giữa sân của cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp tương đối nhiều sự khó khăn trước một lối chơi tập thể của các cầu thủ Tajikistan. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì rất nhiều những cổ động viên chú ý tới gương mặt hài lòng, một tân binh của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một bản hợp đồng mất rất nhiều giấy mực của báo chí Việt Nam khi mà cầu thủ này đã đến với câu lạc bộ Hà Nội. Không chỉ vì tài năng của Hài Long mà còn vì tình cảnh đội bóng cũ của Hài Long, đúng không ạ? Than Quảng Ninh cũng đang gặp những cái vấn đề. Giá trị bản hợp đồng mà câu lạc bộ Hà Nội mua lại từ Than Quảng Ninh là tương đối lớn. Tình huống xử lý không tốt của Văn Đạt. Văn Đạt và Việt Cường, hai cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công của chúng ta, đang gặp sự khó khăn bởi cặp đôi trung vệ của họ. Và tuyến giữa của chúng ta thì cũng đang gặp nhiều khó khăn với những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Bóng liên tục được cao thủ hai bên lấy. Tuy nhiên sau đó thì những pha triển khai tấn công của cả hai đội lại chưa thực sự hiệu quả. Trong đội hình của U23 Tajikistan có hai cầu thủ mà chúng ta có thể lưu ý, đó chính là số 12 Sharum Samiev và đội trưởng số 17 Ersuni Basanbe. Đây là những cầu thủ xuất sắc của U23 Tajikistan và cũng là của đội tuyển quốc gia Tajikistan. Văn Xuân, Hai Long, đội bạn thực sự thi đấu không ngại va chạm, dù đây chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu mà thôi. Mặc dù đây là trận đấu giao hữu nhưng chắc chắn là các thủ hai đội sẽ xem là một dịp quan trọng, một bài test thực sự để có thể bước vào vòng loại U23 châu Á một cách tốt nhất. Đặc biệt là với các thủ U23 Việt Nam, chúng ta cũng biết rằng là trong suốt thời gian
tập trung vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch thì U23 Việt Nam đã không có được những đối thủ để có thể cọ sát quốc tế, và đây chính là cơ hội tốt. Ở vòng bảng, vòng loại của U23 châu Á thì Việt Nam chúng ta sẽ cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa và cầu thủ Myanmar. Trong khi đó thì Tajikistan họ cùng bảng với Liban, Nepal và Iran. Rõ ràng là bảng đấu của cầu thủ Tajikistan là khó khăn hơn nhiều so với cầu thủ U23 Việt Nam. Và chúng ta đang thấy sự quyết tâm của họ. Và với bảng đấu của U23 Việt Nam với Myanmar và với Đài Bắc Trung Hoa. Đài Bắc Trung Hoa, vâng, thì chúng ta có cơ hội để giành ngôi nhất bảng, để có thể là giành một tấm vé đi tiếp. Lúc đầu thì bảng đấu của U23 Việt Nam còn có Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng sau đó thì do sự rút lui của Triều Tiên nên AFC đã tiến hành bốc thăm lại, và theo kết quả bốc thăm đó thì Hồng Kông, Trung Quốc đã phải chuyển sang bảng đấu khó hơn rất nhiều, họ gặp phải Nhật Bản và Campuchia. Với cái thể thức là sẽ chỉ có một đội nhất bảng là chắc suất đi tiếp. Còn lại thì trong số 11 bảng đấu sẽ lấy 4 đội bóng có thành tích tốt nhất, 4 đội bóng xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất, và cơ hội cho Hồng Kông, Trung Quốc cũng sẽ là rất là khó. Như vậy là 15 phút đầu tiên của trận đấu giao hữu giữa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Tajikistan đã trôi qua. Và lúc này thì tỷ số trên sân vận động The Seven vẫn đang là không đều. Đội bóng đang cầm được nhiều bóng hơn, nắm thế chủ động trên sân đang là đội Tajikistan. Việt Nam của chúng ta thì đang bước đầu nhập cuộc một cách tự tin và mạnh dạn hơn. Trong đội hình của cầu thủ U23 Việt Nam, lúc này đang có 3 cầu thủ từng dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Đó là Nhâm Mạnh Dũng, Bảo Toàn và Hữu Thắng. Trong đó thì Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng đang là những cầu thủ thi đấu trên sân. Tuy nhiên thì ở kỳ chung kết, vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 đối với chúng ta không phải là một kỳ vòng chung kết thành công, khi mà chúng ta đã không vượt qua được vòng bảng trên đất của Thái Lan. Và kết quả của U23 Việt Nam trong giải đó là 2 trận hòa và 1 trận thua. Chúng ta đã gặp 1 trận thua trước Triều Tiên và sau đó thì bị loại tại vòng bảng. Đã có một tình huống việt vị. Cầu thủ U23 Việt Nam đang thực sự đang rất cố gắng để thực hiện những đường lên bóng. Sĩ Hoàng, các học trò của ông Kim Ha-jun đang thi đấu một cách chậm rãi, bình tĩnh, không để cuốn vào lối chơi của thủ Tajikistan. Việt Cường, như vậy là lúc này thì Văn Đạt đang bị đau. Ở lúc trước thì chúng tôi có nhầm lẫn Văn Đạt với Huỳnh Tiến Đạt, và nói chính xác thì Trần Văn Đạt, cầu thủ của Công an Nhân dân, là cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Rất xin lỗi quý vị và các bạn khi mà chúng tôi nhầm lẫn giữa những cái tên như Tiến Đạt hay là Văn Đạt. Mỗi chấn thương ở trong một thời điểm này thì đều là những sự lo lắng khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào những trận đấu chính thức. Đây chỉ là những trận đấu giao hữu mà thôi. Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan, trận đấu giao hữu trước thềm giải vòng loại U23 châu Á. Và trận đấu đang được tường thuật trực tiếp trên kênh Nextsport cũng như là trên trang YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel. Ngoài trận đấu này thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trận đấu giao hữu tiếp theo của các cầu thủ U23 Việt Nam trước Kyrgyzstan. Trận đấu sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 17 tháng 10 và cũng sẽ trực tiếp trên kênh YouTube và fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Nextsport. Thực sự là những đường lên bóng của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta thấy rằng là những trận đấu như thế này nó mới thực sự quan trọng và cần thiết để cho ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ có được cái sự cọ sát quốc tế. Chúng ta đã tập chay quá nhiều. Thực sự
Trong đội hình của các cầu thủ Tajikistan, những cầu thủ của họ có những cái tên đã thi đấu đội tuyển quốc gia tới gần 30 lần. Phải kể đến như là Samiyev hay là Bastasoev, hai đội trưởng của họ nữa, Esani Pansasanbe, đều là những cầu thủ tương đối trẻ nhưng mà đã thi đấu ở đội tuyển quốc gia và có số lần ra sân thi đấu thực sự là rất ấn tượng. Những cầu thủ thậm chí còn thi đấu ở châu Âu cho giải vô địch quốc gia của Belarus. Tất cả cầu thủ của đội tuyển U23 chúng ta đều đang thi đấu ở Việt Nam và đa phần là những cầu thủ thi đấu trong màu áo của những câu lạc bộ ở V-League, tuy nhiên thì không được ra sân nhiều. Có thể thấy chỉ có Hai Long ở mùa giải năm ngoái là được thi đấu nhiều. Ngay cả những cầu thủ như là Đặng Văn Tới, Nguyễn Thanh Bình hay là Lê Văn Xuân thì cũng chưa có dịp để có thể trở thành những nhân tố trụ cột quan trọng ở trong câu lạc bộ của mình tại V-League. Tuy nhiên khi mà đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với Oman thì chúng ta sẽ có thể được tăng cường thêm những cầu thủ chất lượng nữa. Ba cầu thủ sẽ được bổ sung sẽ là Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ gia nhập cầu thủ U23 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với Oman diễn ra vào tối mai. Một tình huống băng lên của Lê Văn Xuân. Chúng ta có thể thấy là cầu thủ Tajikistan nghiên cứu kỹ cách vận hành chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai biên thấy có những bạn hỏi về bảng tỷ số của trận đấu này thì nó đang hiển thị trùng với cái chữ trực tiếp ở trên fanpage và các bạn có thể xoay ngang điện thoại ra thì sẽ thấy được cái bảng tỷ số của trận đấu này. Hiện giờ thì đang là phút 23 và đang là không đều. Chưa có được những tình huống uy hiếp khung thành của cả hai bên. Chưa có được pha dứt điểm nào thực sự đáng chú ý. Và nếu như xét về thế trận thì U23 Tajikistan đang chơi chững chạc hơn. Hữu Thắng vẫn đang đóng vai trò là người điều phối bóng ở giữa sân. Đặng Văn Tới. Những pha phối hợp rất hay của các thủ U23 Việt Nam. Và sẽ có một quả đá phạt. Có thể thấy rằng U23 Tajikistan không ngần ngại phạm lỗi ở khoảng khu vực giữa sân. Cho đến lúc này thì U23 Việt Nam chưa có được tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng những tình huống phối hợp nhỏ ăn ý đã được thể hiện khá rõ. Đứng trước bóng lúc này là Mai Sĩ Hoàng và Nguyễn Hai Long. Vị trí này khá xa để có thể tung ra một cú dứt điểm trực tiếp về phía khung thành của U23 Tajikistan. Và dứt điểm ngay. Tình huống sút bóng là của Hai Long. Trước đây trong màu áo của Than Quảng Ninh thì Hai Long được xem là một của hiếm và được nhiều chuyên gia, trong đó có huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá rằng có phẩm chất thiên phú và sẽ làm cầu thủ tốt cho đội tuyển Việt Nam sau này.
cầu thủ Tajikistan họ đang thi đấu một cách đầy tự tin. Việt Cường cho rằng cầu thủ bên phía Tajikistan đã phạm lỗi với mình. Cầu thủ của BKMX Bình Dương, một trong những tiền đạo sáng giá ở lứa U23 của chúng ta. Nhâm Mạnh Dũng. Trước trận đấu này thì nhiều người tranh cãi rằng là Nhâm Mạnh Dũng liệu sẽ đá ở vị trí trung vệ hay là tiền đạo. Và chúng ta đã biết được rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tập cho cầu thủ của Viettel rất nhiều ở vị trí trung vệ. Và bây giờ anh đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Đã có những sự điều chỉnh từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhâm Mạnh Dũng xuất phát ở câu lạc bộ Viettel ở vị trí tiền đạo. Gần đây thì chúng ta cũng thấy khá nhiều cầu thủ vừa có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lại vừa đá tiền đạo. Hoàng Tiến Dũng. Chính xác, chúng ta không thể quên được Thành Trung, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, người đã rất nhiều lần sắm vai vị trí tiền đạo của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khi mà những ngoại binh của họ bị chấn thương. Và Thành Trung, cầu thủ người Tuyên Quang, cũng đã rất nhiều lần ghi bàn từ những tình huống không chiến. Đây là một tình huống lên bóng rất hay của Tajikistan. Căng ngang, cơ hội rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Một pha tấn công rất nguy hiểm của U23 Tajikistan. Hướng tấn công theo cánh phải của Tajikistan đã chọc thủng được hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Một quả bóng được đưa vào trong rất nguy hiểm. Vẫn là cầu thủ Tajikistan. Đúng là đội bóng áo đỏ đang chơi có nét hơn. Và bây giờ thì chúng ta đang đứng trước một tình huống đá phạt nguy hiểm. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Hai Long. Và bây giờ thì Quan Văn Chuẩn sẽ phải đứng trước một tình huống nguy hiểm. Người bị phạm lỗi là đội trưởng của Tajikistan Ersony Basanbe. Đây sẽ là một cơ hội rõ ràng cho Tajikistan. Sau rất nhiều những áp lực thì cuối cùng Hai Long cũng đã phải phạm lỗi. Đây là một vị trí phạm lỗi nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy thời tiết ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lúc này là tương đối nóng và các cầu thủ đã phải tiêm nước rất nhiều. Các tuyển thủ của chúng ta, cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được nhiều điều ở trong khoảng gần 30 phút đã qua. Một tình huống đi bóng vào vị trí của Nhâm Mạnh Dũng và Mai Sĩ Hoàng. Một cú căng ngang thực sự rất nguy hiểm. Quan Văn Chuẩn đã có một tình huống đổ người hợp lý, nếu không bóng sẽ đến vào vị trí của cầu thủ Akosa. Và vừa xong là tình huống phạm lỗi của Nguyễn Hai Long. Đây sẽ là quả đá phạt nguy hiểm dành cho U23 Tajikistan. Bóng ở gần với khu vực 16m50, góc sút rộng. Quan Văn Chuẩn sẽ đứng trước thử thách thực sự ở trong tình huống này. Chúng ta cùng xem cầu thủ Tajikistan họ sẽ làm gì ở trong tình huống này. Lúc nãy thì U23 Việt Nam có một quả sút phạt ở góc sút khá xa và Hai Long đã quyết định dứt điểm luôn. Còn bây giờ thì góc sút thuận lợi hơn. Và đây sẽ là cơ hội dành cho U23 Tajikistan. Nếu như có được bàn thắng thì chắc chắn là trận đấu sẽ sôi nổi hơn rất nhiều. Một pha phối hợp đá phạt rất loằng ngoằng. Là chúng ta nhớ tới những tình huống đá phạt của FLC Thanh Hóa trước đây đúng không ạ? Vâng, có rất nhiều cầu thủ chạy và sau đó thì mới có một người để dứt điểm. Tuy nhiên bóng đã bật vào hàng rào. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt lên dành cho U23 Việt Nam. Người chỉ đạo các cầu thủ ở trên sân lúc này đang là trợ lý Chu Ngọc Cảnh. Một vị trợ lý gắn bó với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hai đội được full break, có một khoảng thời gian nghỉ ở trong khoảng phút thứ 30 của hiệp 1 để có thể là tiếp nước. Rõ ràng là thời tiết ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lúc này là tương đối nóng. Và chúng ta cũng
biết rằng thời tiết trận đấu diễn ra, thời điểm trận đấu diễn ra là lúc 18 giờ giờ địa phương. Những trận đấu của các cầu thủ đội tuyển quốc gia của chúng ta thì thường diễn ra muộn hơn, mà thời tiết cũng thực sự là tương đối nóng. 18 giờ ở Dubai thì rõ ràng là thời tiết sẽ cao, và đây thực sự sẽ là khó khăn. Một lần nữa chúng ta lại theo dõi là một tình huống đá phạt thực sự là rất phức tạp và không hiệu quả của các cầu thủ Tajikistan. Người dứt điểm là đội trưởng Ehsani Pesanben, cầu thủ đang thi đấu ở cho câu lạc bộ Navabots của Uzbekistan, người đã 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của nước này. Thực sự là rất đáng nể, đúng không ạ? Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Trận đấu đang trực tiếp trên kênh YouTube của Nextsport, fanpage của Nextsport và kênh YouTube của VFN Channel, để có thể theo dõi nhiều sự kiện hấp dẫn của bóng đá Việt Nam cũng như là các trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký Nextsport cũng như là VFN Channel. Đó là một tình huống nguy hiểm vẫn còn. Hai lòng của Hai Long. Rõ ràng là lúc này về lối chơi của chúng ta thực sự đang gặp rất nhiều vấn đề. Cái tình huống phối hợp của chúng ta đang bị bẻ gãy. Việt Cường, có vẻ như cầu thủ của BKM Bình Dương đã rơi vào tư thế việt vị. Tình huống việt vị rất rõ ràng. Đây là trận đấu mà Liên đoàn Việt Nam tổ chức giúp cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta có điều kiện để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm với các đối thủ ở nước ngoài. Và rõ ràng đây là một trận đấu mà thực sự đến lúc này sẽ làm cho các học trò của ông Kim Han-jun vỡ ra rất nhiều điều, khi mà chúng ta đang có những thoáng thi đấu thực sự tương đối lúng túng. Cách chơi của chúng ta thì chưa rõ ràng, bởi vì đối thủ đang áp sát rất nhanh ở ngay bên phía phần sân của U23 Việt Nam. Và hai trận đấu với Tajikistan cũng như là Kyrgyzstan sẽ giúp cho ban huấn luyện của U23 Việt Nam biết được nên điều chỉnh những gì cho những trận đấu sắp tới tại vòng loại U23 châu Á. Những pha phối hợp ở giữa sân của tuyển Việt Nam, của U23 Việt Nam thì khá tốt, nhưng đến sát khu vực 16m50 của đối phương thì bóng lại thường xuyên bị cắt. Hai Long, Nhâm Mạnh Dũng, Nhâm Mạnh Dũng đá cùng cánh với Sĩ Hoàng. Ở bên phía này thì Thanh Bình đá cùng cánh với Văn Xuân. Hai cánh của chúng ta đang thực sự rất khó để lên. Những tình huống ở tấn công trung lộ cũng đang gặp vấn đề. Sĩ Hoàng, Văn Đạt rất cố gắng, vẫn là Văn Đạt căng ngang, vẫn còn cơ hội. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Một nỗ lực đáng khen của cầu thủ chạy cánh bên phía U23 Việt Nam. Bóng đã được đưa vào trong trước một đối thủ có thể hình to hơn. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem. Văn Đạt đã cướp được bóng. Và tình huống không chế bóng của Việt Cường đã gặp khó khi mà hậu vệ của đối phương đã cắt được bóng. Thực sự là tương đối khó khăn. Lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được những tín hiệu từ ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Làm cách nào để theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan? Tuy nhiên thì trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan, Next Media chỉ sở hữu bản quyền ở khu Việt Nam mà thôi. Đó là một tình huống đá phạt góc tương đối nguy hiểm của U23 Việt Nam. Pha bóng vừa rồi là một trong những tình huống hiếm hoi mà U23 Việt Nam đã có thể nói là xuyên phá được hàng phòng ngự của U23 Tajikistan. Người thực hiện tình huống đá phạt góc là Hai Long. Có vẻ như bóng đã chạm tay cầu thủ của U23 Tajikistan. Tuy nhiên thì góc sút và góc máy này thì thực sự khó có thể phân biệt được. Và với một trận đấu giao hữu thì rõ ràng không dễ để có thể phân biệt những tình huống penalty. Một tình huống rất thoáng.
Soyrov vẫn là số 9 bên phía Tajikistan. Một tình huống cắt bóng kịp thời và đây là cơ hội phản công hữu thắng. Không vượt qua được cầu thủ thứ 3 của Tajikistan. Nỗ lực thực sự rất đáng ghi nhận khi mà hữu thắng đang ở một tư thế thực sự khó và anh buộc phải đi bóng. Thể hình của những cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ và trung vệ bên phía cầu thủ Tajikistan đang làm cho cầu thủ U23 Việt Nam tương đối khó khăn ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Bóng lại được đưa đến vị trí của Sĩ Hoàng. Ở những phút đã qua thì Tajikistan khai thác rất nhiều vào vị trí của Sĩ Hoàng và Nhâm Mạnh Dũng. Có thể thấy là những tình huống đưa bóng vào đều được thực hiện từ bên phía cánh phải theo hướng tấn công của U23 Tajikistan, tức là vị trí hậu vệ Nhâm Mạnh Dũng. Có thể là trong hiệp thi đấu thứ hai thì ban huấn luyện của U23 Việt Nam sẽ cần phải có sự điều chỉnh ở vị trí này. Bên phía cánh phải, với sự xuất hiện của Thanh Bình thì mọi chuyện đang chắc chắn hơn. Trên băng ghế dự bị của chúng ta thì còn có Liễu Quang Vinh và Đoàn Anh Việt là những cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên thì bộ ba trung vệ của chúng ta ở trong trận đấu này cũng là những cầu thủ tương đối tốt. Hy vọng là khi mà có sự bổ sung của Bùi Hoàng Việt Anh thì những vị trí ở trung vệ của chúng ta sẽ được tăng cường sức mạnh rất nhiều với sự xuất hiện của Văn Tới, Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Một tình huống đi bóng của Thanh Bình rất khó khăn. Đội bạn đang áp sát ngay ở trước vòng cấm địa của chúng ta. Khi bước vào giải thì U23 Việt Nam sẽ còn được bổ sung những vị trí chất lượng nữa. Ví dụ như hàng tiền vệ sẽ có thêm Lý Công Hoàng Anh. Còn ở trong khung gỗ thì sẽ có thêm Văn Toản, thủ môn của Hải Phòng. Những tình huống phù hợp tương đối tốt, rất thoáng. Sĩ Hoàng, một tình huống tạt bóng của Sĩ Hoàng rất nguy hiểm. Bóng đã không thể dứt điểm với một tình huống chúng ta đã thiếu đi điểm cắt khi mà Văn Đạt và Việt Cường không thể đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Một tình huống, tuy nhiên xem lại thì có vẻ như đúng là như vậy, đã có lỗi việt vị của cầu thủ U23 Việt Nam. Cho đến lúc này thì các pha tấn công phối hợp nhỏ đang được cầu thủ U23 Việt Nam làm tốt. Tuy nhiên đến những đường truyền dài, những đường truyền quyết định thì chúng ta chưa tạo ra được khó khăn. Gần đây nhất là một tình huống mà nỗ lực cá nhân của Văn Đạt đã giúp cho U23 Việt Nam xuyên thủng được cánh trái, cánh phải theo hướng tấn công của U23 Việt Nam. Như vậy là trận đấu đang bước vào những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số trên sân vận động The Seven vẫn đang là không đều. Vẫn chưa có những tình huống đáng chú ý nào được cả hai đội tạo ra. Thời tiết nắng nóng cũng là một điều kiện mà làm khó của chúng ta. Và có vẻ như cách chơi của chúng ta đang vấp phải những sự khó khăn từ một đội bóng có cách tổ chức tương đối tốt. Một liều thúc thủ mà thực sự là rất bổ ích dành cho các học trò của ông Kim Han-jun. Lại là một tình huống treo bóng. Lần này thì bóng đã đi không chính xác. Với sự xuất hiện của Lê Văn Xuân và phía dưới là Nguyễn Thanh Bình thì hành lang cánh phải của U23 Việt Nam đang thể hiện được sự chắc chắn. Thanh Bình và Văn Xuân cầm bóng tự tin. Có thể thấy rằng cao thủ U23 Tajikistan đang trội hơn về mặt hình thể so với đội bóng của chúng ta. Một pha đi bóng tốc độ. Bắt chính trong trận đấu này là trọng tài Yusuf Hassan Ashmali của nước chủ nhà, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trận đấu này diễn ra trên sân vận động The Seven Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước đây khi mà chúng ta được xem những hình ảnh về các buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì chúng ta đã hình dung được cái nóng khắc nghiệt
tại đất nước này. Và đến bây giờ thì cầu thủ vẫn đang phải thi đấu dưới một nhiệt độ như vậy. Bóng đã đập đất và khiến cho số 9 của U23 Tajikistan đã không thể khống chế được. Rõ ràng là trong những phút đã qua thì chúng ta đang thiếu đi hình bóng của một tiền vệ tổ chức lối chơi cho cầu thủ U23 Việt Nam. Những đường bóng của Hữu Thắng, Hai Long hay Trọng Long thì thực sự chưa mấy sắc sảo. Chắc chắn ở tuyến giữa của chúng ta thì sự kỳ vọng vào Hai Long hay như là Hữu Thắng là rất lớn. Nhưng mà đây là Hai Long. Hai Long cầm bóng cũng khá tự tin và anh có kỹ thuật cá nhân tốt. Nhưng sự rời rạc, phải nói là như vậy thì vẫn đang được thể hiện trong lối chơi của U23 Việt Nam. Phối hợp không chính xác giữa Trọng Long và Văn Đạt. Tuy nhiên bóng vẫn thuộc về cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Tới, Sĩ Hoàng, Văn Đạt. Rất khó, không có nhiều không gian dành cho số 19 bên phía cầu thủ đội tuyển quốc gia, cầu thủ U23 Việt Nam. Và cầu thủ số 5 bên phía cầu thủ Tajikistan là Safarov đã phạm lỗi. Người thực hiện nhiều khả năng sẽ tiếp tục là Hai Long, người được giao trọng trách là người thực hiện những tình huống đá phạt của cầu thủ U23 Việt Nam. Như vậy số 17 sẽ là người thực hiện tình huống này. Đứng trước bóng là Hai Long. Và trong vòng cấm địa của chúng ta, Việt Cường hay là Nhâm Mạnh Dũng là những cầu thủ đánh đầu tương đối tốt. Tuy nhiên đó là một tình huống đá phạt rất thiếu chính xác của Hai Long, cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, một tân binh của đội bóng thủ đô ở mùa giải 2022. Hai Long đã chủ động thực hiện một pha treo bóng nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. Đồng hồ đang bước dần sang phút thứ 44. Hiệp 1 đã sắp sửa khép lại và cơ hội tấn công nguy hiểm nhất lúc này đó chính là pha thoát xuống từ bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Tajikistan, tức là vị trí chấn giữ bởi Nhâm Mạnh Dũng. Lại có một cầu thủ bên phía Tajikistan đang bị đau. Người bị đau là số 12 của họ, Sarom Samies. Cầu thủ Tajikistan đã thể hiện được rất nhiều điều ở trong những phút đã qua. Họ là một đội bóng có lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Và chúng ta thấy được nền tảng thể lực của họ cũng tương đối dồi dào. Huấn luyện viên trưởng của họ là ông Mabun Egashes, 48 tuổi, là một cầu thủ cũng từng thi đấu ở vị trí tiền vệ. Và ông Kim Han-jun, cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, đã sang Việt Nam làm việc cho Viet Bao Sò với vai trò trợ lý, đang là người nắm đội lúc này của U23 Việt Nam, năm nay 47 tuổi. Cũng là một cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sự áp sát của cao thủ U23 Tajikistan khiến cho U23 Việt Nam rất khó để xâm nhập vào khu vực cấm địa. Rất nguy hiểm. Một pha sút bóng đẹp mắt của cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Người đã ra chân là Hữu Thắng. Bóng tạo ra một đường cong khá đẹp nhưng nó thiếu đi độ chính xác. Hữu Thắng luôn vậy, luôn là một cầu thủ đã để lại nhiều cảm xúc cho những đường bóng của mình, những tình huống xử lý kỹ thuật hay những đường dứt điểm bất ngờ từ xa của cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, thực sự luôn tạo ra rất nhiều những cảm xúc cho các cổ động viên. Và
và thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã khép lại. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Cả hai đội nhìn chung là cũng chưa thể hiện được gì nhiều, mặc dù cao thủ đã chơi khá nỗ lực. Chúng ta thấy ở ngoài đường biên thì trợ lý Chu Ngọc Cảnh của U23 Việt Nam thực sự đã rất nhiệt ở trong những tình huống chỉ đạo, nhưng có vẻ là chúng ta vẫn chưa bắt nhịp tốt với trận đấu và đặc biệt là điều kiện khí hậu. Đây là cơ hội dành cho Tajikistan. Một tình huống khá bất ngờ, có vẻ như cầu thủ của U23 Việt Nam đã bỏ tình huống đó. Lần này thì bóng được chuyển vào từ bên phía cánh trái theo hướng tấn công của U23 Tajikistan. Tuy nhiên đường đưa bóng vào trong thì lại quá bổng. Số 19 Hussein Nuratos đã rất nỗ lực và khi mà chúng ta tưởng như là bóng đã đi hết đường biên, số 19 bên phía cầu thủ Tajikistan đã làm cho chúng ta thực sự bị thót tim. Vẫn là cầu thủ Tajikistan. Rất nhịp nhàng. Beshanbe dứt điểm. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho U23 Tajikistan. Một tình huống mà Quan Văn Chuẩn đã cứu thua. Nếu không có sự xuất sắc ở những đầu ngón tay của thủ môn của câu lạc bộ Phú Thọ thì nhiều khả năng U23 Việt Nam của chúng ta đã phải vào lưới nhặt bóng. Một tình huống phối hợp tí tách rất ăn ý của cầu thủ U23 Tajikistan và kết thúc bằng một pha dứt điểm rất đẹp mắt, rất kỹ thuật của đội trưởng Beshanbe. Những cơ hội nguy hiểm đã đến ở những giây cuối cùng của hiệp 1. U23 Việt Nam phải thi đấu tập trung hơn ở trong những thời điểm sắp tới. Có lẽ đó là tình huống cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên này. Không phải. Thời gian bù giờ đã hết. Trọng tài tiếp tục cho cầu thủ Tajikistan được hưởng một quả đá phạt góc tiếp theo. Và rõ ràng hàng phòng ngự của chúng ta cần phải tập trung hơn, tỉnh táo hơn ở trong những tình huống xử lý đã qua. Vừa xong thì cầu thủ U23 Tajikistan đã thực hiện quả đá phạt sệt và bây giờ cũng vậy. Đây mới là quả treo bóng, không được. Một lần nữa sự chắc chắn của Quan Văn Chuẩn giúp cho U23 Việt Nam của chúng ta đã có được những phút giữ sạch lưới. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Những cơ hội đã đến, đặc biệt là cơ hội bên phía cầu thủ Tajikistan với tình huống dứt điểm của đội trưởng Beshanbe. Và rõ ràng các học trò của ông Kim Han-jun sẽ phải làm rất nhiều việc ở trong 15 phút nghỉ giữa giờ. Nếu như... Xin mời quý vị quay trở lại với sân vận động The Seven ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, để tiếp tục theo dõi hiệp 2 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Cao thủ Tajikistan đã có được những cơ hội và cơ hội đáng kể nhất thuộc về số 17 Beshanbe, đội trưởng của họ. Trong khi đó thì cao thủ U23 Việt Nam có được một cơ hội tương đối nguy hiểm với tình huống nỗ lực của Văn Đạt và Việt Cường thì đã rất đáng tiếc khi mà không có được tình huống dứt điểm cuối cùng. Như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những sự thay đổi ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Khi mà chúng ta nhìn thấy Văn Công hay là Mai Xuân Quyết, Đoàn Anh Việt, Lê Xuân Tú hay là Bảo Toàn, Văn Minh đã có rất nhiều những sự thay đổi ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Và thậm chí chúng tôi còn không thống kê được đã có bao nhiêu cầu thủ thay đổi trên sân. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem là cầu thủ U23 Việt Nam có những sự thay đổi nào ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Nếu như đội hình ở hiệp 1 của chúng ta đã thi đấu thực sự không nổi trội trước đối thủ Tajikistan, một đội bóng đến từ một nền bóng đá thấp hơn ở trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng họ đã cho thấy sự chuẩn bị và những cầu thủ của họ, với rất nhiều những cầu thủ đã từng tham dự U17 chung kết thế giới vào năm vòng chung kết bóng đá U17 thế giới vào năm 2019, chúng ta đang gặp rất nhiều những sự khó khăn. Như vậy ở hiệp 2 này thì các cầu thủ U23 Việt Nam là những người sẽ có bóng trước và thi đấu ở bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Người đang cầm bóng đó là Xuân Tú, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đội trưởng ở hiệp 2 đó là Văn Công. Như vậy là hiệp 2 của cuộc đối đầu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan đã được bắt đầu. Vâng, và đây đúng với tính chất của một trận giao hữu và một trận chuẩn bị, một cái bài kiểm tra sát hạch cho đợt thi đấu chính thức, đó là vòng loại U23 châu Á. Thì ban huấn luyện của U23 Việt Nam đã thay đổi rất nhiều vị trí trong hiệp thi đấu thứ hai này.
chúng ta cùng hy vọng sẽ được thấy một lối chơi thanh thoát hơn và hiệu quả hơn, sẽ có được những tình huống tấn công, những pha dứt điểm và cả những bàn thắng nữa. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Tajikistan đã thể hiện tốt hơn so với U23 Việt Nam. Đội bóng này đã liên tục quét vào hành lang cánh trái của U23 Việt Nam, nơi có sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió. Tình huống nguy hiểm nhất mà U23 Tajikistan tạo ra đó là ở những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên với đội trưởng Peshabe. Một pha dứt điểm kỹ thuật, tuy nhiên thủ môn của U23 Việt Nam đã kịp thời phản xạ. Rất nguy hiểm, Xuân Tú rất đẹp, cơ hội không được. Rất đáng tiếc, trụ 23 Việt Nam sẽ chỉ có một quả đá phạt góc. Tình huống tấn công có nét đầu tiên của U23 Việt Nam. Đó là một tình huống phối hợp giữa Xuân Quyết, Bảo Toàn và Xuân Tú, ba cầu thủ thi đấu cao ở trên hàng công của chúng ta. Bảo Toàn đã có một pha bóng rất hợp lý dành cho số 21 bên phía U23 Việt Nam. Rất đáng tiếc là góc sút của Xuân Tú vừa rồi là tương đối hẹp. Nếu như không có một tình huống khép góc kịp thời của thủ môn bên phía đội bạn thì chúng ta đã có một cơ hội thực sự nguy hiểm. Và bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Hy vọng rằng có dấu hiệu cho thấy rằng U23 Việt Nam sẽ lột xác trong hiệp thi đấu thứ hai này với rất nhiều sự thay đổi về nhân sự. Tình huống phối hợp tấn công vừa rồi và dẫn đến pha dứt điểm của Lê Xuân Tú, đó là một pha bóng kết hợp của các cầu thủ và đã xé toang được hàng phòng ngự của U23 Tajikistan. Người thực hiện trong tình huống này là Lê Văn Đô. Chúng ta đang thấy Đoàn Anh Việt, một trong ba trung vệ của chúng ta đang lên tham gia tấn công, cầu thủ có chiều cao tương đối tốt. Vẫn còn, vẫn là bóng trong chân cầu thủ U23 Việt Nam. Đã thấy những pha đập nhả rất tự tin của cầu thủ áo trắng. Tiếp tục, bóng vẫn trong sân. Bảo Toàn, những tình huống giữ bóng và che chắn rất tốt của cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Rất hay, cầu thủ áo trắng đã thoát khỏi sự vây giáp của hàng phòng ngự Tajikistan. Tuy nhiên bây giờ thì bóng đã thuộc về cầu thủ Tajikistan. Một tình huống cắt bóng rất hay của anh Việt Văn Minh. Chúng ta đã thấy những tín hiệu rất tích cực của U23 Việt Nam ở ngay đầu hiệp 2 này. Có vẻ như Kim Han Jun đã thay toàn bộ đội hình. Tình huống không theo kịp của Bảo Toàn. Không phải, đó là Xuân Tú. Như vậy Bảo Toàn là cùng với Xuân Tú là hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công ở trong hiệp 2 của chúng ta. Ở vị trí ở hàng tiền vệ chúng ta sẽ có Xuân Quyết, Văn Công, Văn Việt. Hai cánh của chúng ta sẽ là Lê Văn Đô, Văn Minh. Các trung vệ của chúng ta sẽ là anh Việt, Liễu Quang Vinh. Và cầu thủ còn lại nữa nhiều khả năng là Thanh Bình. Văn Công, người đeo băng đội trưởng trong hiệp 2 của trận đấu này. Cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cho thấy sự chững chạc của mình và đang phát triển tương đối tốt. Như vậy là Thanh Bình là cầu thủ được giữ lại trên sân ở cặp ba trung vệ của chúng ta. Hai cầu thủ đá ở hai phía trái, phía phải của Thanh Bình sẽ là Đoàn Anh Việt và Liễu Quang Vinh. Dù sao thì Thanh Bình cũng là một cầu thủ có lợi thế về thể hình cũng như là kinh nghiệm trận mạc, thuộc vào dạng tốt nhất của U23 Việt Nam. Chúng ta đã thấy những tín hiệu tích cực của U23 Việt Nam cả trong việc tranh chấp rồi triển khai lối chơi. Vừa rồi là một tình huống va chạm của Văn Việt, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Ở trong những phút đầu tiên thì chúng ta đã thấy U23 Việt Nam thực sự thi đấu tương đối khởi sắc. Và chúng ta đã thay đổi rất nhiều điều từ đội hình đến cách chơi.
Câu trả lời của U23 Tajikistan. Rất bình tĩnh. Các thủ U23 Việt Nam đang thể hiện được sự bản lĩnh của mình. Nó khác với những gì mà chúng ta đã thể hiện trong hiệp đấu đầu tiên. Đã có sự khởi sắc hơn rõ rệt. Rõ ràng là con đã có những sự điều chỉnh. Và sau những sự quan sát ở hiệp 1 của các thủ Tajikistan, thì bây giờ ông Kim Han-jun đã yêu cầu các học trò thi đấu bình tĩnh, chắc chắn và có những đường lên bóng bất ngờ và tốc độ của Bảo Toàn hay là Xuân Tú. Văn Việt, không phải đó là Bảo Toàn. Văn Minh, tình huống không chế bóng tương đối tốt nhưng mà đã hơi dài một chút rồi. Vẫn là các cầu thủ Tajikistan, sức mạnh và tuy nhiên đã không thắng được sự đồng đội từ hai cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Trong những tình huống tranh chấp thì chúng ta thấy rằng U23 Việt Nam chơi sòng phẳng và những tình huống đã qua thì có phần thắng thế so với đối phương. Đội bạn có vẻ như vẫn giữ lại nhiều, không thay hàng loạt như là U23 Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng là để hạn chế những tình huống phát huy điểm mạnh về tình huống tranh chấp tay đôi thì không còn là một cầu thủ vào tranh chấp nữa mà chúng ta dùng sự đồng đội. Rất nhiều những cầu thủ áp sát và bọc lót cho nhau tốt ở trong những tình huống đã qua của cầu thủ U23 Việt Nam. Có vẻ chúng ta đang thấy sự lúng túng ở trong những đường lên bóng của các cầu thủ Tajikistan khi mà cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã thay đổi cách tiếp cận ở trong hiệp 2 này. Sự càn lướt và tươi mới được thể hiện khá rõ ở đội bóng áo trắng. Vẫn là cầu thủ Tajikistan, Zarov. Còn bây giờ là Sadov. Rất tốt. Đã có một tình huống cắt bóng rất kịp thời của Thanh Bình. Bản lĩnh của trung vệ mang áo số 20 đã được thể hiện. Tốt rồi, với những gì đã thể hiện đến lúc này thì tôi đã thấy những tín hiệu lạc quan. Thưa anh Tiến Dũng, chính xác là như vậy. Rõ ràng là ông Kim Han-jun cùng với các trợ lý của mình đã có những sự thay đổi về cách tiếp cận ở trong hiệp 2 này. Cầu thủ đã chơi mạnh mẽ và xông xáo hơn rất nhiều. Liễu Quang Vinh, một tình huống xử lý đầy an toàn của số 2 bên phía U23 Việt Nam. Cầu thủ trẻ của FB Đà Nẵng. Nhưng vừa rồi thì đã có tiếng còi của trọng tài chính. Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Trận đấu được trực tiếp trên kênh YouTube và fanpage của Netsport cũng như trên trang YouTube chính thức của Liên đoàn Việt Nam VFF Channel để theo dõi những trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam. Những trận đấu giao hữu trước vòng loại U23 châu Á, các bạn hãy đăng ký kênh của Netsport và VFF Channel để cùng với chúng tôi đồng hành cùng với U23 Việt Nam ở trong sự kiện vòng loại U23 sắp tới của đội U23 Việt Nam. Hy vọng là các cầu thủ U23 của chúng ta sẽ tiếp tục tiếp bước đàn anh tại kỳ tích U23 năm 2018 tại Thường Châu. Và vừa rồi là một tình huống xử lý không tốt của số 19 bên phía cầu thủ Tajikistan, Narumatov. Trận đấu giữa Việt Nam và U23 Tajikistan diễn ra trên sân vận động The Seven Dubai tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cũng tại sân này vào ngày 17 tháng 10 thì chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu giao hữu nữa của U23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan. Sau hai trận đấu này thì chúng ta sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á. Tại bảng Y, bảng đấu có sự góp mặt của Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa. Vừa rồi lại là một tình huống bọc lót tương đối tốt của Liễu Quang Vinh. Số 2 bên phía cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy sự chắc chắn của mình khi mà được tung vào sân. Rõ ràng ở hiệp 1 của trận đấu này, vị trí của Liễu Quang Vinh khi mà Nhâm Mạnh Dũng chơi trên sân, đội bạn khai thác tương đối nhiều. Người thực hiện tình huống đá phạt góc sẽ là đội trưởng bên phía Tajikistan, Pasanbe. Pasanbe chính là người đã tạo ra tình huống ngon ăn nhất bên phía Tajikistan vào những giây cuối của hiệp đấu đầu tiên. Quả treo bóng không chính xác.
bóng đã thuộc về đội bóng áo trắng. Trong tháng 9 thì U23 Tajikistan đã có 2 trận đấu giao hữu với Bahrain. Đội bóng này chỉ tập trung cho vòng loại Asian Cup 2022 vào cuối tháng 8. Tuy nhiên họ đã có được những trận đấu cọ sát quốc tế nhiều hơn so với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam thì được sự quan tâm của lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã tập trung rất sớm và được tạo những điều kiện tốt. Tuy nhiên do điều kiện về dịch bệnh nên không có những cơ hội để giao lưu và cọ sát quốc tế. Đây sẽ là trận đấu mà giúp cho ban huấn luyện cũng như cầu thủ vỡ ra rất nhiều điều. Đặc biệt là trong hiệp 1 khi mà chúng ta tỏ ra lúng túng trước một lối chơi của một đội bóng khoa học hiện đại và có sự áp sát tương đối nhanh. Tuy nhiên thì các cầu thủ của ông Kim Han-jun đã cho thấy những sự thay đổi và tự khởi sắc ở trong hiệp 2 này. Những cầu thủ xuất hiện trong đội hình của U23 Việt Nam trong hiệp thi đấu thứ hai này cho thấy sự mạnh mẽ, thể hình tốt và một lối chơi thoáng đạt hơn. Với rất nhiều những người hâm mộ bóng đá của Việt Nam thì nhiều cái tên trong đội hình của U23 Việt Nam thì chúng ta cũng không nắm rõ. Tuy nhiên ở trận đấu ngày hôm nay hay là những trận đấu ở vòng loại U23 sắp tới sẽ thực sự là một màn ra mắt với nhiều cầu thủ trong đội hình của U23 Việt Nam của chúng ta. Hy vọng là các cầu thủ của huấn luyện viên Kim Han-jun sẽ mang tới những dấu ấn dành cho người hâm mộ bóng đá nước nhà ở trong những trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Và giải đấu đó cũng có thể là giải đấu mà sẽ cho ra mắt những ngôi sao của tương lai. Lúc này trong tay ông Kim Han-jun đang gần như có được những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi U22. Chỉ còn thiếu 3 cái tên đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu với Oman. Đó chính là Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Toàn và Bùi Hoàng Việt Anh. Khi mà có sự bổ sung của 3 cầu thủ này thì U23 Việt Nam sẽ chắc chắn hơn ở cả 3 tuyến của chúng ta, ở hàng thủ cũng như là hàng tiền vệ. Về hàng thủ thì chúng ta có thể kể qua 3 cái tên: Đặng Văn Tới, Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. 3 sự lựa chọn rất đáng chú ý, những cầu thủ có thể hình và những cầu thủ lại còn dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như là Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Công, một tình huống mở bóng lên dành cho Lê Văn Đô, vẫn là số 24 bên phía U23 Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý thực sự là không tốt của cầu thủ đã từng chơi cho SB Đà Nẵng. Một tình huống can thiệp kịp thời của Văn Việt. Những tình huống bọc lót ở tuyến giữa của chúng ta đang thực sự rất tốt. Văn Công, những tình huống thi đấu đầy chững chạc của số 3 đội trưởng bên phía U23 Việt Nam. Đã có một tình huống phạm lỗi với Bảo Toàn, một cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều ở lứa trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Và trước khi sang với Dubai, chúng ta đã loại đi một số cái tên thực sự đáng chú ý. Phải kể đến như Minh Bình hay là Xuân Tân. Tuy nhiên thì mỗi huấn luyện viên có một quan điểm khác nhau và có chọn người khác nhau. Lúc này đội hình của U23 Việt Nam chúng ta đang thực sự tương đối cân bằng. Văn Công vẫn là cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rất bình tĩnh, triển khai bóng rất mạch lạc. Xuân Tú sẽ là một quả đá phạt góc dành cho U23 Việt Nam. 15 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua và đội bóng áo trắng đang thể hiện một khí thế mới, trong khi có khá nhiều cầu thủ U23 Tajikistan được giữ lại so với đội hình ở hiệp 1. U23 Việt Nam dường như đã thay toàn bộ. Chỉ có thể thấy là Thanh Bình là cầu thủ còn thi đấu trên sân. Và đến những phút đã qua thì chúng tôi cũng không nhìn thấy vị trí của thủ môn nhiều, nên là không biết là thủ thành Trịnh Xuân Hoàng đã được tung vào sân hay vẫn là Quan Văn Chuẩn. Bởi vì ở trong 15 phút đầu tiên thì U23 Việt Nam của chúng ta là đội bóng thi đấu tốt hơn và bóng chủ yếu lăn bên phía phần sân của Tajikistan. Bây giờ điều chúng ta cần là bàn thắng. Trong hiệp đấu đầu tiên thì khi mà các thủ áo đỏ pressing, U23 Việt Nam đã mất bóng khá nhiều. Nhưng trong ít phút đã qua, chúng ta thấy rằng đội bóng áo trắng đã tự tin trong các pha tranh chấp và rất hiệu quả để thoát pressing. Những đường phối hợp rất chính xác. Bóng đi quá tầm.
đó là một pha xử lý dũng cảm của U23 Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là đội hình của chúng ta thay rất nhiều, và điểm mạnh về mặt thể lực của chúng ta sẽ được phát huy khi mà cầu thủ Tajikistan họ vẫn còn giữ cho mình rất nhiều những cái tên đáng chú ý trong đội hình của mình, và họ không còn đủ nhiều sức để có thể pressing tầm cao nữa khi mà chúng ta đang thay mới đội hình tới khoảng 90%. Đến lúc này thì cầu thủ Tajikistan họ chuẩn bị có 3 sự đổi người liên tiếp ở trong những phút sắp tới. Chính xác là như vậy, và chúng ta hãy cùng kiểm nghiệm xem khoảng thời gian sắp tới thì U23 Việt Nam có tạo được một lối chơi mạch lạc và sự sung mãn về thể lực như bây giờ nữa hay không. Đã có một tình huống việt vị, một tình huống việt vị tương đối rõ ràng ở trận đấu sắp tới, một trận đấu giao hữu nữa của U23 Việt Nam với Kyrgyzstan, thì khi đó U23 Việt Nam sẽ được sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi sau cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam với Oman thì ông Park Hang-seo sẽ từ Oman trở về các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Như vậy là bây giờ các thủ Tajikistan sẽ có 3 sự thay đổi người liên tiếp. Vào sân là các thủ mang áo số 15 Sorup Sagop, số 18 Dalat Zogarov, số 21 Sopron Aganov. Ba sự thay đổi người liên tiếp của chúng ta. Xin lỗi các bạn, cầu thủ Tajikistan. Và bây giờ thì họ được tăng cường những cầu thủ có thể lực tốt. Các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta thì thay người ngay khi mà trận đấu bắt đầu cơ. Như vậy là chúng ta đang thấy số 19 Rumatov, một cầu thủ thi đấu tương đối tốt ở trong hiệp 1, đã rời sân. Vào sân theo anh là số 15 Sorup Sagop. Cho đến thời điểm hiện tại thì những cầu thủ mà được đánh giá cao của báo giới từ trước khi trận đấu diễn ra bên phía Tajikistan vẫn đang thể hiện tốt, đó là đội trưởng Ersony Basanbe và số 12 là Sharom Samiev. Người đang có bóng là Hanonov, một mái tóc xù rất dễ nhận ra. Với một đội hình có khá nhiều các cầu thủ của đội tuyển quốc gia và lại thi đấu trong một đội bóng mà từng góp mặt tại vòng 1/8 của AFC Champions League, thì có thể thấy rằng U23 Tajikistan mang đến với vòng loại U23 châu Á một đội hình chất lượng. Bóng đá Tajikistan trong những năm trở lại đây đã cho thấy sự tiến bộ của mình khi mà họ có mặt ở vòng chung kết U17 thế giới. Những đội bóng của họ thì có mặt ở vòng 1/8 của AFC Champions League, và họ đang cho ra lò một lứa cầu thủ trẻ tương đối tiềm năng. Và ở trong những thời gian tới đây thì rõ ràng những giải đấu ở cấp độ trẻ của khu vực châu Á, những vòng chung kết, thì nhiều khả năng chúng ta sẽ có sự góp mặt quen thuộc của Tajikistan. Sarov rất tốt. Safarov rất nguy hiểm, đánh đầu. Rất tiếc nữa thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ Tajikistan. Một tình huống tấn công thực sự rất mạch lạc của các cầu thủ Tajikistan. Một tình huống tạt bóng rất chất lượng của Safarov, và đã không có một cầu thủ nào theo sát cầu thủ đối phương trong tình huống vừa rồi. Người theo sát vị trí vừa rồi của cầu thủ đánh đầu là Văn Minh. Tuy nhiên thì cầu thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam thì rõ ràng gặp bất lợi về chiều cao. Người vừa dứt điểm vừa rồi đó chính là cầu thủ vừa vào sân, Dalat Zakharov. Khi mà thấy số 5 của UZB Tajikistan vung chân thì tưởng như anh sẽ tung ra một cú dứt điểm. Nhưng không, đó là một đường truyền rất mạnh, bóng đi cuộn, và chỉ có sự thiếu chính xác của số 18 Dalat Zakharov mới giúp cho khung thành của U23 Việt Nam không bị tung lên. Đội bạn vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống bóng bổng của mình, và những tình huống bất ngờ. Rõ ràng là ở một tình huống mà Văn Minh đã bị lép vế hoàn toàn với số 18 của đội bạn thì chúng ta thực sự là rất đáng lo. Vẫn còn, đã có một tình huống cắt bóng tốt của Thanh Bình. Văn Việt không thành công.
Nhưng mà Văn Công vẫn cho thấy sự dũng mãnh của mình ở trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Văn Xuân, không phải, đó là Xuân Tú. Đúng là chúng ta đang được thấy một hình ảnh U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn so với phiên bản trong hiệp 1. Rõ ràng là khi mà có sự góp mặt của Văn Công thì khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ bóng được... vẫn còn, đây là cơ hội cho U23 Việt Nam. Bảo Toàn qua người rồi, rất khéo. Đã có lỗi của cầu thủ đối phương. Chỉ có kéo áo thì mới ngăn cản được cầu thủ của U23 Việt Nam thoát xuống. Một pha xử lý rất kỹ thuật. Tình huống phạm lỗi rất thô của số 22 Tajikistan. Bảo Toàn vẫn cho thấy khả năng đi bóng lắt léo của mình. Và anh đã mang lại một tình huống đá phạt nguy hiểm dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Giá như phạm lỗi vào sâu hơn một chút nữa thì chúng ta đã được hưởng một quả đá penalty rồi. Đó là một tình huống nhả bóng rất hay của Xuân Tú và Bảo Toàn bất ngờ xuất hiện. Đội bóng của Tajikistan thực sự đã bị bất ngờ với một tình huống phối hợp hay của chúng ta. Bảo Toàn đảo bóng rất dẻo và cầu thủ đội bạn thì kéo người rất thô. Quả đá phạt dành cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện được mình ở những pha phối hợp, ở những tình huống kỹ thuật. Còn bây giờ làm tình huống cố định. Hãy xem cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thể hiện như thế nào. Đây sẽ làm quả treo bóng nguy hiểm, mà cũng có thể là một pha dứt điểm luôn. Người đang đứng trước bóng đang chính là Bảo Toàn. Không phải, Bảo Toàn là người vừa xuất hiện trên màn hình. Và với góc quay vừa rồi rất khó để có thể phân biệt ra cầu thủ nào đang đứng trước bóng. Đây sẽ thực sự là một cơ hội nguy hiểm dành cho chúng ta. Dứt điểm luôn. Khá nguy hiểm. Các cầu thủ đã tranh cãi. Chúng tôi tưởng rằng là thủ môn của Tajikistan sẽ để lọt bóng qua tay, nhưng không phải. Như vậy là cầu thủ vừa tung ra tình huống dứt điểm đó chính là Levando. Đó là một tình huống thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên với góc quay này thì chúng ta có thể thấy rằng là bóng vẫn chưa đi hết và vẫn chưa vào trong bên phía trong cầu gôn. Và đó là một quyết định chính xác của các trọng tài. Và người áp sát là Đoàn Anh Việt. Lúc nãy cầu thủ sút phạt là ai vậy anh Tiến Dũng? Cầu thủ vừa dứt điểm đó chính là Lê Văn Đô, cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ biên của chúng ta. Nếu như mà pha sút bóng đó của Lê Văn Đô căng hơn và xoáy hơn một chút nữa thì có lẽ là bóng đã có lực để đi vượt qua vạch trắng của gôn và sẽ có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Và thủ môn đã để lọt bóng qua tay. Những tình huống mở bóng rất nhiều vào vị trí của Văn Minh. Chúng ta cũng đang rất tự tin cầm bóng ngay ở phía hàng trung vệ. Thật sự là chúng tôi đã lo rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này thì U23 Việt Nam sẽ sớm muộn bị thủng lưới. Nhưng khi mà chúng ta thay rất nhiều cầu thủ thì U23 Việt Nam đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới hơn. Sự vượt trội về mặt thể lực đã giúp cho chúng ta có được thế trận ở trong những phút đã qua, không còn quá bị chênh lệch như ở trong hiệp 1 nữa. Vừa rồi thì Liễu Quang Vinh đã phải có một tình huống phạm lỗi sau khi đồng đội của mình mất bóng. Và bây giờ đến lượt các cầu thủ Tajikistan có được một tình huống đá phạt. Đứng trước bóng đang là số 9 Rustam Soyrov, số 9 của các cầu thủ Tajikistan. Nhiều khả năng đây sẽ là một tình huống treo bóng. Những pha bóng như thế này thực sự là nguy hiểm đối với U23 Việt Nam. Trước đó cách đây vài phút thì chúng ta cũng đã thấy một tình huống treo bóng rất lợi hại của U23 Tajikistan và chỉ có sự thiếu chính xác của tiền đạo mới khiến cho lưới của U23 Việt Nam không bị rung lên. Các cầu thủ Tajikistan vẫn luôn cho thấy sự rắc rối trong những tình huống phối hợp của mình. Ở hiệp 1 thì họ đã có một tình huống phối hợp không tốt, rất nguy hiểm. Lại là một pha treo bóng lợi hại nữa của U23 Tajikistan. Như vậy là trong hiệp 2 này chúng ta đã thấy thủ thành Trịnh Xuân Hoàng của Thanh Hóa đã vào thay Quan Văn Chuẩn. Và anh cũng đang bị đau sau tình huống bắt bóng vừa rồi. Đó là pha va chạm với Hanonov, số 6 của Tajikistan. Hanonov đã quá ham bóng. Bóng đã trong tầm kiểm soát của thủ môn đối phương. Đó là một tình huống phạm lỗi trong vòng
5m50 đối với Xuân Hoàng. Thủ môn của câu lạc bộ Thanh Hóa. Như vậy là chỉ có duy nhất một cầu thủ được giữ lại, đó là Thanh Bình thôi. 10 cầu thủ đã được thay trong đội hình của U23 Việt Nam. Và chúng ta đã cho thấy sự ưu thế về mặt thể lực trước cầu thủ Tajikistan. Nhưng mà rõ ràng nhìn cách chơi của cầu thủ U23 Việt Nam thì vẫn có một thoáng lo ngại. Nhưng mà cũng dễ hiểu khi mà điều kiện thời tiết thực sự là một điều rất khác biệt với các cầu thủ Việt Nam. Không nhiều những cầu thủ trong đội hình của chúng ta đã từng đến với Dubai để thi đấu. Vừa rồi là một tình huống phối hợp không thành công giữa Bảo Toàn và Văn Đô. Ở trong những phút đã qua trên sân thì số 16 của cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy rất nhiều điều. Những tình huống đi bóng lắt léo và những tình huống xử lý đầy thông minh của cầu thủ Trường Thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Người đứng rất sát đường biên vẫn là trợ lý Trung Ngọc Cảnh, một người cũng gắn bó với những lứa trẻ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện được sự chắc chắn kể cả trong những tình huống tranh chấp bóng. Và lúc này thì chúng tôi nhìn thấy nhiệt độ của thành phố của Dubai, của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang vào khoảng 36-37 độ C. Thực sự là rất nóng. Với khí hậu tương đối khô nữa thì sẽ bào mòn thể lực của cầu thủ là rất lớn. Có lẽ là đến khoảng phút thứ 75 thì các trọng tài sẽ cho cầu thủ có một khoảng nghỉ và uống nước. Những tình huống phối hợp nhanh của cầu thủ Tajikistan. Và bây giờ bóng đã thuộc về cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Công, Bảo Toàn khống chế bóng không chính xác. Hanonov lần này đã tỏ ra rất cẩn thận khi mà Bảo Toàn có bóng. Nhưng mà trước đó thì có vẻ như là Xuân Tú của chúng ta đã phạm lỗi à? Không phải, trọng tài đã cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta được hưởng phép lợi thế trong những vừa rồi. Trước đó thì đã có một cầu thủ của Tajikistan phạm lỗi. Thanh Bình khi mà đá ở trung tâm hàng phòng ngự thì cũng đã cho thấy sự chắc chắn của mình. Rõ ràng là trận đấu với các thủ Trung Quốc thì cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Viettel sẽ có rất nhiều điều để anh học hỏi và trưởng thành hơn. Sau những sai lầm thì chắc chắn các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Và bây giờ thì có vẻ là các trọng tài sẽ cho các cầu thủ tạm nghỉ. Thời tiết ở Dubai lúc này thực sự là tương đối nóng. Các cầu thủ Tajikistan cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi người tiếp theo. Cho đến lúc này thì U23 Việt Nam đang giữ lại Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ số 20. Chắc chắn là Nguyễn Thanh Bình đang là một trong những cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam. Sự chậm một chút, có vẻ là hơi lag đúng không ạ? Do tín hiệu đường truyền gốc cũng gặp vấn đề. Rõ ràng là ở một trận đấu giao hữu như thế này thì về mặt tín hiệu sẽ thực sự sẽ không được đảm bảo so với những trận đấu chính thức. Rất xin lỗi quý vị và mong các bạn thông cảm. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy U23 Tajikistan họ bổ sung thêm một cầu thủ số 8, Surat Enmurodov. Cho đến thời điểm hiện tại thì các thủ U23 Việt Nam vẫn đang chơi. Và chúng ta cùng xem, đó là bàn thắng dành cho U23 Việt Nam. 1-0 rồi. 1-0 cho U23 Việt Nam. Rất may mắn khi mà trận đấu quay trở lại đúng lúc mà cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem kỹ lại tình huống này. Một tình huống nỗ lực của Bảo Toàn và cầu thủ đã có một cái lắc đầu rất nguy hiểm và đã thành bàn, đó chính là Lê Xuân Tú, số 21 của cầu thủ U23 Việt Nam. 1-0 ở những phút thi đấu cuối cùng.
có cảm giác như bàn thắng đến một cách hơi dễ dàng, bởi vì hàng thủ của U23 Tajikistan đã không thật sự quyết liệt. Số 6 Vardat Hanonov đã không áp sát để cho cầu thủ của U23 Việt Nam thoải mái tạt bóng vào trong. Còn bên trong thì trong vòng vây của hai cầu thủ, tuy nhiên cầu thủ áo trắng vẫn kịp thời đưa ra một cú đánh đầu 1-0 cho U23 Việt Nam một cách rất xứng đáng với những gì mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu hiệp thi đấu thứ hai. U23 Việt Nam đã khởi đầu tốt hơn, tạo ra một thế trận lấn lướt và sung sức. Những sự điều chỉnh hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta đã thay tới 10 cầu thủ và đã lấn át đội bóng của đối phương khi mà họ không thay nhiều những cái tên. Đến lúc này thì họ chỉ thay tới 6 cầu thủ mà thôi. Và bây giờ ở phút thi đấu thứ 83, trận đấu đang có kết quả 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Cầu thủ đã có được pha làm bàn đó là số 21 Lê Xuân Tú. Một sự quay trở lại của Xuân Tú, một cầu thủ trước đây đã thực sự nổi bật trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên khi mà về với câu lạc bộ Hà Nội thì anh không có nhiều thời gian, không có nhiều cơ hội để ra sân. Và một bàn thắng thực sự quan trọng với số 21 của U23 Việt Nam. Bây giờ tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các học trò của ông Kim Han-jun. Không có một tình huống dứt điểm tuyến 2. Thật ra khi mà U23 Việt Nam dẫn trước một bàn và chúng ta thay rất nhiều cầu thủ thì không quan trọng là kết quả như thế nào, mà cái chính là ban huấn luyện và cầu thủ đã nhận được những gì, những bài học gì. Như vậy là Thanh Bình đã được rút ra và người vào sân đó là Cao Trần Hoàng Hùng, cũng là một đồng đội của anh, cầu thủ cũng của câu lạc bộ Viettel. Như vậy là lúc này chúng ta đã thay đổi tới 11 vị trí trên sân. Thanh Bình đã chơi trọn vẹn 80 phút và đã thể hiện được rất nhiều những phẩm chất của mình. Thanh Bình đã quay trở lại với sự tự tin và đã học hỏi được rất nhiều bài học sau trận đấu với Trung Quốc. Trận đấu với Trung Quốc thật sự là một kỷ niệm thử lửa của Thanh Bình, đúng là lửa thật sự. Bởi vì một cầu thủ vào sân từ hiệp thi đấu thứ hai với một thế trận đang căng thì việc bắt nhịp đã là khó. Nhưng Thanh Bình còn vào sân trong một trận đấu với đối thủ đẳng cấp hơn và lại theo kèm một Ulay, là một cầu thủ đang chơi tại La Liga trong màu áo của Espanyol. Anh chơi không phải là cầu thủ, không phải là người thừa, mà là một người đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Espanyol. Và Thanh Bình đã không thể chiến thắng được Ulay trong những tình huống. Và bây giờ sẽ là một cơ hội dành cho Tajikistan. Đứng trước bóng sẽ là đội trưởng của họ, Pasanbe. Những tình huống bóng bổng thực sự cũng tạo ra rất nhiều điều nguy hiểm dành cho Tajikistan. Chúng ta còn nhớ ở hiệp 1 thì các học trò của ông Kim Han-jun đã mất đi sự tập trung ở trong những khoảnh khắc cuối cùng. Và bây giờ sẽ là giúp cho các thủ U23 Việt Nam tiếp tục kiểm chứng. Lại là một tình huống treo bóng, một tình huống lộn xộn. Về khoản tranh chấp thì trong hiệp thi đấu thứ hai này tôi cảm thấy rất yên tâm. Không rồi, không rồi. Bóng đỏ. Phòng đối của Phan Bình. Lại đi. Nhỏ con, có tốc độ và kỹ thuật tương đối tốt. Đều lại đi Việt ơi. Rõ ràng là chuyển chất tay đôi và những cầu thủ vượt trội và thậm chí hai lép vế trước số 18 bên phía cầu thủ Tajikistan. Trong những phút cuối cùng treo bóng sẽ có nhiều pha công chiến. Bóng đã được phá ra một cách an toàn. Tajikistan với đội bóng đang rất hừng hực khí thế, nhưng Tajikistan rõ ràng không muốn nhận một thất bại. Dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu với những gì mà họ đã thể hiện ở trong hiệp 1. Tuy nhiên thì U23 Việt Nam vẫn đang cho thấy sự bản lĩnh của mình. Rất nguy hiểm. Không có một điểm cắt ở trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha căng ngang nguy hiểm của cầu thủ mang áo số 4 Ibrahim Zidane. Chưa qua. Rất may là các thủ áo trắng đã tạo thành một hàng rào và ngăn chặn thành công cú sút của U23 Tajikistan. Tiếp theo đó là một nỗ lực ngăn chặn của quả tạt. Có thể nói hàng phòng ngự của các thủ U23 Việt Nam đã thi đấu rất lăn xả ở trong thời điểm cuối cùng của trận đấu này. Với tất cả các thủ chỉ mới thi đấu ở đầu hiệp 2, chúng ta đang cho thấy
những sự vượt trội về mặt thể lực của mình. Và rõ ràng một điểm sáng nữa là hàng phòng ngự của chúng ta và cùng với hàng tiền vệ đã bọc lót cho nhau tốt ở trong hiệp 2 này. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ thành Xuân Hoàng. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này sẽ chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, tính cả thời gian bù giờ. Rất tốt, vẫn là Bảo Toàn, rất trống trải, đã không thể nào theo kịp bóng. Thủ môn của U23 Tajikistan đã bằng ra rất kịp thời, rất kinh nghiệm. Nhưng đó không phải là một tình huống mà trọng tài có thể thổi được tình huống đá phạt penalty. Bây giờ tiếp tục là cơ hội của Tajikistan. Người đang có bóng là số 18. Cơ hội rất nguy hiểm và cuối cùng thì U23 Tajikistan đã gỡ hòa 1-1. U23 Việt Nam hàng thủ đã tỏ ra thiếu tập trung ở trong pha bóng vừa xong. Một quả đưa bóng vào trong, vẫn có cầu thủ áo trắng ở trong khu vực cấm địa, tuy nhiên lại không ngăn chặn được một pha dứt điểm. Phải nói chính xác đó là một tình huống càng ngang nguy hiểm của và cực kỳ khó chịu của số 18 Diga Zarop. Liễu Quang Vinh là người đã không thể theo kịp tình huống vừa rồi. Một bàn thua đến ở những phút cuối cùng của hiệp 2. Một lần nữa thì chúng ta lại thiếu đi sự tập trung. Nó rất giống gì như những gì mà chúng tôi đã cảnh báo ở trong những phút trước đó, khi mà các cầu thủ hàng thủ của chúng ta thường mất tập trung ở những phút cuối của mỗi hiệp. Hiệp 1 thì chúng ta chút nữa đã phải nhận bàn thua, và cuối cùng thì trong hiệp 2 chúng ta đã phải nhận bàn thua mất rồi. Lại là Bảo Toàn, những tình huống đi bóng quen thuộc và đầy tốc độ của số 16 bên phía U23 Việt Nam. Rất bình tĩnh. Vẫn còn, tiếp tục là pha tấn công của U23 Việt Nam. Treo bóng. Bất kể là U23 Tajikistan đã có được bàn thắng thì chúng ta vẫn được xem một hiệp 2 sôi nổi hơn. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Dẫu cho đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng liều thuốc thử U23 Tajikistan là rất hiệu nghiệm và thực sự rất bổ ích dành cho các học trò của huấn viên Kim Han-jun, khi mà chúng ta lâu lắm rồi mới có dịp cọ sát với một trận đấu giao hữu quốc tế. Những điểm yếu, những tình huống sai sót đã được bộc lộ, và đó là những điều mà chúng ta cần phải hoàn chỉnh hơn ở trong những quá trình chuẩn bị sắp tới. Một trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Những gì thể hiện ở trong trận đấu này sẽ được ban huấn luyện của U23 Việt Nam rút ra và tổng kết ở trong trận đấu ngày 17 gặp Kyrgyzstan. Trận đấu vào ngày 17 sẽ là bài sát hạch cuối cùng để cho U23 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á. Để nói qua về vòng loại U23 châu Á thì có 11 bảng đấu và 11 đội bóng xếp đầu tại các bảng đấu sẽ lọt vào vòng chung kết, cùng với đó là 4 đội. Rất nguy hiểm. Thủ môn của U23 Tajikistan, đây không phải lần đầu tiên anh tỏ ra lóng ngóng. Chúng ta còn nhớ là trước đó thì thủ thành của U23 Tajikistan cũng có một pha bóng mà suýt nữa thì bóng lọt háng của anh. Và theo chúng tôi thì đây sẽ là một tình huống mà làm cho quý vị khán giả sẽ tỉnh ngủ ở những phút cuối cùng. Và rõ ràng cả Tajikistan và cầu thủ U23 Việt Nam sẽ còn phải có rất nhiều những sự điều chỉnh trước khi bước vào những trận đấu ở vòng loại U23 châu Á. Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan trên fanpage và YouTube của Nextsport, cũng như trên kênh YouTube của Liên đoàn Việt Nam VFF Channel. Các bạn để theo dõi thêm những trận đấu tiếp theo của cầu thủ U23 Việt Nam, các bạn hãy nhấn nút đăng ký và đồng hành cùng với Nextsport cũng như trên kênh VFF Channel để cùng với chúng tôi đồng hành cùng với cầu thủ U23 Việt Nam và rất nhiều những cấp đội tuyển quốc gia khác nữa. Đây rất có thể là những cầu thủ, những ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Các giải trẻ, đặc biệt là lứa U22, U23 sẽ là những cầu thủ có thể là tương lai của bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã có một đội tuyển quốc gia rất ăn nhập và đã có những tình huống xô xát của cầu thủ hai đội. Người vừa va chạm đó là Văn Minh, và chúng ta nhìn thấy là đã có những chiếc thẻ đỏ đang cầm sẵn trên tay của trọng tài chính, đúng không ạ? Vâng. Đã có những tình huống va chạm giữa hai bên rất căng.
những cầu thủ trẻ của chúng ta rõ ràng là những cái đầu nóng thi đấu ở một trên một sân vận động đang có thời tiết rất nóng. Rõ ràng là cầu thủ cũng đã không kiềm chế được mình. Chúng tôi thấy nhất bên phía U23 Việt Nam đó là Cao Trần Hoàng Hùng. Và chúng ta đã nhìn thấy trợ lý Trung Ngọc Cảnh đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải giữ được sự bình tĩnh. Với các cầu thủ trẻ thì những kinh nghiệm ở trong những tình huống xô xát này là không phải có quá nhiều, và đặc biệt thời tiết cũng tương đối nóng. Chúng ta đang nhìn thấy trọng tài đang cầm những chiếc thẻ trên tay. Hy vọng là không có một cầu thủ nào của chúng ta và cả đội bạn phải nhận những chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Dù đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi, nhưng đó cũng sẽ là những kinh nghiệm thực sự dành cho những cầu thủ trẻ của cả hai bên. Tôi thấy rất hay bởi vì các cầu thủ của chúng ta sẽ được trải qua những cảm giác và những trải nghiệm thật sự bổ ích, cả về những bàn thua, cả những bàn thắng và những pha va chạm nữa. Như vậy là đã có chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho số 22 bên phía họ, đó chính là Koma Tulazoda. Và đội trưởng của họ cũng phải nhận một chiếc thẻ vàng, Park Sang-bin. Như vậy là đã có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trong những giây cuối cùng của trận đấu này. Cầu thủ trực tiếp tham gia vào tình huống thì đã phải rời sân với chiếc thẻ vàng thứ hai, số 22 của họ. Và rất may Văn Minh của chúng ta đã không phải nhận một tình huống thổi phạt nào. Thẻ vàng thứ hai của số 22 có cầu thủ có cái tên rất dài, Koma Zutula Zolozoda, đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Đây là những giây cuối cùng. Như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-1 dành cho U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Một hiệp 2 sôi nổi hơn, đúng như những gì mà người hâm mộ đã chờ đợi. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với bàn thắng được ghi dành cho Việt Nam là Lê Xuân Tú. Cầu thủ đã có một tình huống lắc đầu rất kỹ thuật và đội bạn đã có được một tình huống cân bằng tỷ số sau những tình huống bỏ lót không tốt của hàng thủ của chúng ta. Một trận đấu thực sự có rất nhiều những điều mà các học trò huấn luyện viên Kim Han-jun sẽ được rút ra trước một đối thủ rất khoa học và có khả năng tranh chấp tốt. Nhìn chung đây là một trận đấu mà các học trò huấn luyện viên Kim Han-jun sẽ phải xem xét lại chính mình với những tình huống tranh chấp hay những tình huống xử lý. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong trận đấu ngày 17 tháng 10 tới. Đó cũng là một trận giao hữu nữa của U23 Việt Nam. Trận đấu sẽ gặp Kyrgyzstan cũng trên sân vận động này, sân động The Seven Dubai. Đến đây thì buổi bình luận trực tiếp của Nextsport và VFF Channel cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong trận đấu tiếp theo.